Neo Inspiron 7537 xuất hiện trên thị trường với một diện mạo hoàn toàn khác biệt với các dòng Inspiron trước đây. Mẫu 7537 mới được trang bị cấu hình với nền tảng Intel Haswell, được ra mắt trong những tháng cuối của năm 2013. Có thể nói, Dell Inspiron 7537 hứa hẹn mang lại những cải tiến mới về sức mạnh cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời. Dell Inspiron 7537 với vỏ làm từ nhôm cao cấp, từng góc cạnh được mạ thủy tinh bóng làm cho sản phẩm trở nên sang trọng. Logo Dell được nằm giữa khá nổi bật với màu đen ấn tượng, điều này làm cho tổng thể máy trở nên sang trọng và cứng cáp hơn. Có thể đánh giá chung về thiết kế ngoài, Dell Inspiron 7537 khá giống một chiếc MacBook. Máy có kích thước khá gọn nhẹ, với cân nặng 2,35 kg cùng với độ dày chỉ 21 mm. Màn hình của Dell Inspiron 7537 với độ dày chỉ khoảng 4 mm. Với màn hình 15,6 inch của mình, Dell Inspiron 7537 còn tích hợp thêm công nghệ chống lóa sáng, mang đến cho bạn những hình ảnh HD đẹp mắt. Laptop Dell Inspiron 7537 sở hữu cho mình bàn phím chích LED được phân chia hợp lý, giúp bạn dễ thao tác khi dùng. Bên cạnh đó, các phím bấm được đồng bộ màu với máy nên tạo được sự thẩm mỹ cao. Vì đây là một thiết kế cưng của Dell nên bàn phím của máy còn được lắp đặt thêm hệ thống đèn nền, giúp bạn dễ thao tác với máy trong bóng tối. Touchpad với kích thước 5 inch giúp bạn dễ dàng thao tác. Bề mặt touchpad còn có một độ nhám nên sẽ không bị rít khi sử dụng. Hai phần chuột bên dưới cho cảm giác bấm tốt, nhẹ, nhạy và vô cùng chuẩn xác. Các cổng kết nối của máy được bố trí đặc biệt hai bên cạnh máy, với mặt trái là hai cổng USB 3.0 được nằm gọn ở giữa. Ở cạnh phải, các cổng kết nối như USB 3.0, jack cắm tai nghe tích hợp mic, khe đọc thẻ nhớ, cổng HDMI và LAN được bố trí hợp lý. Phía trước cạnh máy là phần đèn báo trạng thái máy cùng với hệ thống loa nằm bên dưới. Dell Inspiron 7537 có cấu hình vô cùng mạnh mẽ khi sở hữu cho mình Core i5 và loại CPU 4200U. Do được tích hợp chip Haswell nên máy có khả năng hoạt động mạnh mẽ và đạt được tốc độ tối đa 2,6 GHz khi sử dụng. Lại còn được sự kết hợp với RAM thế hệ mới DDR3L, giúp cho máy xử lý công việc nhanh hơn và việc khởi động máy cũng như nhanh hơn hẳn. Với dung lượng RAM 6 GB, bạn cũng có thể tự do nâng cấp lên thành 16 GB. Tuy nhiên, vẫn có điều bạn còn phải lưu ý, khi nâng cấp RAM là bạn phải chọn đúng loại RAM DDR3L, nếu không máy sẽ không tương thích. Máy trang bị cho mình card đồ họa RAW NVIDIA GeForce GT750M với bộ nhớ 2 GB, cho phép xử lý tốt đồ họa hay chơi game. Với dung lượng pin 4 cell cùng với được tích hợp chip Haswell, tiết kiệm năng lượng nên thời gian sử dụng pin của máy có thể đẩy lên được đến 3,5 giờ. Có thể đánh giá Dell Inspiron 7537 quả đúng là một siêu phẩm mà Dell đã cho ra mắt trên thị trường tính tới thời điểm hiện tại. Máy đáp ứng đầy đủ các nhu cầu học tập, giải trí hay làm việc hàng ngày của bạn. Dell Inspiron 7537 hiện được bán tại siêu thị điện máy, điệnmay.com, bảo hành chính hãng 12 tháng. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.